Ngày xưa, tiêu chuẩn của một cô gái đẹp cứ phải là khuôn trăng đầy đặn, gương mặt trái xoan, làn da trắng, nếu da bạn năm năm một tí, gương mặt góc cạnh kiểu gì cũng bị phán xét ngoại hình ngay. Nhưng ở thời điểm hiện tại, độ tự tin quyết định gần như tất cả, ngoại hình không quan trọng bằng thần thái đâu. Mới đây, Naomi, cô gái sinh năm 1996 sở hữu gần nửa triệu follower trên Instagram đã chứng minh cho dân mạng thấy, không cần sở hữu vòng một độ đồ sộ cô nàng vẫn thừa sức chặt đẹp ở đường đua bikini năm nay. Naomi, bên phải, chụp ảnh bikini đôi cùng cô bạn mình. Không sở hữu vòng một gợi cảm cũng chẳng sao, quan trọng là thần thái. Chặt đẹp chị em chưa? Mặc dù sở hữu ngoại hình có phần hơi giống một bác dơ, cô nàng có hình xăm, ăn diện cá tính gợi cảm. Nhưng Naomi từng tiết lộ bản thân không phải là kiểu người sống về đêm, cô nàng cá tính này thích đi bơi, dạo công viên, tắm nắng, picnic và đi biển đặc biệt naomi là người ăn chay với một lối sống healthy như vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi naomi sở hữu ngoại hình vô cùng gợi cảm những bộ ảnh cực cháy trong đường đua bikini của naomi nguồn tổng hợp